Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chủ trì hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành công thương đạt được trong năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2023, Thủ tướng yêu cầu ngành công thương thực hiện đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn thúc đẩy cả phía cung và phía cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành công thương phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, các hợp tác song phương, đa phương để duy trì mở rộng và tìm kiếm thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các ngành lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh sức mua trong nước, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ. Thủ tướng nhấn mạnh phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển ngành công thương, tiếp tục tạo ra thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái thứ năm là phải coi cái doanh nghiệp, đúng không? Coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của phục vụ nó của ngành công thương, thì tiếp tục tạo ra cái thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh. Bây giờ mình phải có cái môi trường thật tốt, đó, cái hệ sinh thái thật tốt để mà đẩy mạnh cái sản xuất. Bây giờ tháo gỡ về mặt pháp lý, tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách, về mặt ưu tiên, về bảo hộ cho sản xuất cho. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp cụ thể để huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa với các hình thức đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển, tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại, hạ tầng năng lượng, thương mại điện tử.